nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trong năm 2023, huyện Đắc Hà xây dựng kế hoạch mở hai lớp truyền dạy cổng chiêng xoang. Trong thời gian 3 tháng, các em trong độ tuổi thanh thiếu niên nhi đồng từ 8 đến 14 tuổi trên địa bàn các thôn được mở lớp và các thôn lân cận được các nghệ nhân ưu tú nghệ nhân lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm trong bảo quản chỉnh sửa và trình diễn cổng chiêng xoang truyền dạy các bài chiêng nghệ thuật đánh cổng chiêng múa xoang việc mở lớp truyền dạy cổng chiêng xoang tại các làng người dân tộc thiểu số được huyện đắc hà thực hiện hàng năm nhằm truyền lại những kỹ năng kỹ thuật về diễn tấu cổng chiêng múa xoang truyền thống trong cộng đồng cho thế hệ trẻ khơi dậy niềm đam mê nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa cổng chiêng tây nguyên